chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái đôi giày lưới như thế này. Mình sẽ hướng dẫn hai mẫu luôn nha các bạn. Cái mẫu này thì chúng ta sẽ không có cần cài quai nè các bạn. Chúng ta sẽ móc và đưa vào trong cái cùm chân của các bé, nó sẽ gọn gàng luôn nè. Cái mẫu này thì nó sẽ giữ ấm cái lòng bàn chân của bé, và ở cái phần trên này rất là thoáng mát, rất là phù hợp với cái thời tiết mùa hè này nè các bạn. Và ở bên cái phần này mình có làm thêm một cái dây quai bằng móc xích, và có hướng dẫn cho các bạn móc trái dâu. Mà dù trái dâu của chúng ta hơi xí một xíu nha các bạn, mong các bạn thông cảm nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc cái đôi giày lưới này nha các bạn. Về phần len, các bạn sẽ chuẩn bị len sợi tự do nha các bạn. Ở cái mẫu này thì thích hợp cho mọi cái len sợi luôn á. Ở đây mình sử dụng Mikoton nè, mã màu kem mà nó đậm một tí nè các bạn, là sẽ là màu số 22 của Mikoton nha. Còn cái này màu của Miu Hèn nè các bạn, màu trắng kem. Thì nếu mà các bạn sử dụng Miu Hèn thì nó sẽ mềm mại hơn Mikoton một tí đó các bạn. Phù hợp cho trẻ sơ sinh, rồi những trẻ mà dưới 1 tuổi á các bạn, thì sẽ hợp, rất là hợp với cái mẫu này và cái Miu Hèn nè. Còn Mikoton của mình nè, đây, nó cũng rất là mềm mại luôn nha các bạn, nhưng mà nó sẽ đứng phơm hơn. Ở đây thì cái chiều dài bàn chân bé là 10.5cm. Mình có làm thêm cái dây này để mà cố định lại cái lòng bàn chân của bé á các bạn. Đó. Rồi còn cái mẫu này thì 9.5cm nè, mình để trơn luôn, mình không có làm cái phần dây quai, tại vì nó đã ôm vào cái bàn chân của bé rồi. Các bạn, một lát nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn giảm mũi cái phần gót dài này để mà bo ôm lại cái phần bàn chân của bé nha. Các bạn chuẩn bị cho mình thêm kim móc hai đầu số 3-4, và mình sẽ sử dụng đầu số 4 để mà mình móc nha các bạn. Và chuẩn bị thêm kéo cắt len, kim khâu len, hoặc là nếu mà các bạn không thích trang trí trái dâu này, các bạn có thể là trang trí cái hạt nút khác nha, hạt nút nhiều màu, hoặc là hạt nút con vật, hoặc là trái cây gì đó, thì các bạn có thể là thay thế nha các bạn. Và các bạn sẽ chuẩn bị cho mình hai cái mẫu mặt đế như thế này nha các bạn. Ở clip trước mình đã hướng dẫn cho các bạn rất là chi tiết và cụ thể chia mũi móc hết sức rõ ràng rồi, từ sơ sinh cho tới bé 14-15 tháng tuổi nè các bạn. Thì ở đây mình cũng đã ghi rõ là số hàng, hàng 1, hàng 2, hàng 3 móc như thế nào, và cái chiều dài bàn chân bé ứng với những cái tháng tuổi mà các bạn có thể tham khảo. Hoặc là các bạn muốn chính xác hơn, các bạn sẽ đo cái chiều dài bàn chân bé nè các bạn, từ ở chỗ cái phần gót chân đến những cái phần mũi chân nè các bạn, coi bao nhiêu là cm, ứng với bao nhiêu mũi móc xích khởi tạo. Khi mà tạo xong á, các bạn nhớ đo lại cái chiều dài bàn chân, nhớ đo lại cái chiều dài của cái mặt đế nha các bạn, để chúng ta kiểm tra coi có đúng không. Tại vì nhiều khi các bạn móc lỏng tay hoặc là chật tay á các bạn, nó sẽ ra cái số cm khác với cái chỗ này, cho nên là các bạn coi mình móc được bao nhiêu cm để mà các bạn có thể là điều chỉnh kịp thời nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhìn xuống dưới cái phần mô tả, mình sẽ để link hướng dẫn móc đế giày ở dưới cái phần đó, các bạn sẽ tham khảo và các bạn móc cái mẫu mặt đế này nha. Nếu mà các bạn muốn thích làm trái dâu á các bạn, thì các bạn sẽ chuẩn bị một ít màu cho cái phần trái dâu nha, màu hồng, màu xanh, hoặc là màu đỏ, màu xanh gì cũng được nha các bạn, và một ít màu trắng để chúng ta tạo cái phần hạt á. Rồi ở đây mình đã móc xong cái mẫu mặt đế rồi, thì chúng ta sẽ không có cần cắt len á các bạn. Các bạn từ cái chỗ kết hàng của cái hàng thứ ba này, ở đây kết hàng hàng thứ ba của mình là những mũi móc đơn nè các bạn. Nếu mà các bạn kết hàng bằng mũi móc đơn hoặc là mũi nửa kép thì các bạn sẽ lên cái hàng thứ nhất này cho mình là mũi nửa kép nha. Còn nếu mà các bạn móc cái size lớn hơn, kết hàng là mũi móc kép á, thì các bạn sẽ làm cái hàng đầu tiên của phần thân này sẽ là mũi móc kép nha các bạn. Từ đây các bạn sẽ móc cho mình lên hai mũi móc xích, và các bạn sẽ quấn len một vòng lên kim. Chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc ở phía ngoài nè các bạn, cái nhánh ở phía ngoài thì cái nguyên cái chân móc của chúng ta nó sẽ có hai nhánh, nhánh ở phía trong này và nhánh ở phía ngoài này. Các bạn sẽ chỉ móc vào cái nhánh ở phía ngoài á các bạn, đâm kim vào nhánh ở phía ngoài, kéo len qua, và các bạn sẽ thực hiện cho mình một mũi nửa kép. Tiếp tục quấn len, đâm kim vào nhánh ở phía ngoài, kéo len qua, các bạn móc một mũi nửa kép, và các bạn sẽ móc lần lượt vào cái nhánh ở phía ngoài những mũi nửa kép đến cuối hàng.
Mình đã móc đến cuối hàng rồi nè các bạn. Và chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Bây giờ chúng ta sẽ móc hàng thứ hai của cái phần thân. Móc lên 4 mũi móc xích. 3 mũi móc xích đầu tiên sẽ là một mũi móc kép nha các bạn. Một mũi móc xích kế tiếp á thì sẽ là tượng trưng cho một cái chân móc ở phía dưới này. Các bạn sẽ quấn len một vòng lên kim. Bỏ cái chân móc kế bên. Bỏ chân móc kế bên này, móc vào cái chân móc kế tiếp á các bạn. Các bạn sẽ móc một mũi móc kép. Sau đó các bạn sẽ lên một mũi móc xích. Và khi mà chúng ta lên một mũi móc xích á, chúng ta sẽ bỏ qua một cái chân móc, móc vào cái chân móc kế tiếp một mũi móc kép. Tiếp tục móc lên một móc xích, bỏ qua chân móc ở phía dưới này, móc vào chân kế tiếp một mũi móc kép. Lại tiếp tục một xích, bỏ qua một chân móc và móc vào chân kế tiếp một kép. Các bạn sẽ làm lần lượt đến cuối hàng luôn nha các bạn. Một xích nè, bỏ qua một chân móc, móc một kép. Một xích, bỏ qua một chân móc, móc một kép. Mình đã móc đến cuối hàng rồi nè các bạn. Và khi đến cuối hàng thì chúng ta cũng sẽ móc lên một móc xích nha. Và chúng ta đếm nè, 1, 2, 3. Đâm kim vào cái chân móc xích thứ 3 các bạn. Các bạn sẽ trượt một mũi cho mình để kết thúc cái hàng này. Và chúng ta đã tạo được những cái lưới xen kẽ như thế này nè các bạn. Đó, nó đã có cái độ bo lại. Bây giờ chúng ta sẽ móc hàng thứ 3 của cái phần thân. Các bạn cũng sẽ móc lên 4 mũi móc xích. Và bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vào cái những cái khoảng trống, chứ chúng ta sẽ không có đâm kim vào cái chân móc nữa nha các bạn. Các bạn sẽ quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào khoảng trống kế bên á, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc kép. Các bạn lại lên một móc xích, quấn len đâm kim vào cái khoảng trống tiếp theo, các bạn sẽ móc một mũi móc kép. Và bây giờ các bạn sẽ làm lần lượt tới cái cụm này nè các bạn. Cái mẫu mặt đế của chúng ta có cái cụm 7 mũi mà hai chân móc cùng một chân này các bạn. Đây, hai chân móc cùng một chân đầu tiên đây. Các bạn sẽ chích ra cái phần hai chân móc này, chích ra cái chân này và cái chân móc kế bên này các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ giống cái chân móc kế bên lên. Nó nằm ở chỗ này. Đây nè, nó nằm ở chỗ này. Một lát nữa chúng ta sẽ không móc vào cái chỗ khoảng trống này nha các bạn. Chúng ta sẽ móc vào cái khoảng trống tiếp theo để mà chúng ta giảm mũi á các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc vào khoảng trống kế bên. Một kép, một xích nè. Một kép, một xích. Một kép. Một xích. Rồi một kép. Mình đã tới cái chỗ cụm đó. Đây, cái chân móc này giống thẳng lên đây là cái lỗ này nè các bạn. Các bạn cũng sẽ móc lên một mũi móc xích. Chúng ta sẽ bỏ qua cái lỗ này nha. Các bạn lại quấn lên một vòng lên kim nè. Đâm kim vào cái lỗ tiếp theo á các bạn. Tức là chúng ta sẽ giảm một mũi ở chỗ này để nó bo sát vào cái bàn chân của bé nè các bạn. Đây. Các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích nữa. Các bạn lại bỏ qua một lỗ nữa nha. Chúng ta sẽ đâm kim vào cái lỗ thứ hai á. Bỏ qua lỗ thứ nhất này, đâm kim vào cái lỗ thứ hai này, các bạn móc một mũi móc kép. Tiếp tục lên một mũi móc xích. Quấn len, bỏ lỗ này, móc vào cái lỗ kế tiếp. Một kép. Móc lên một móc xích. Bỏ lỗ này, móc vào cái lỗ kế tiếp. Một kép. Lại một móc xích. Bỏ qua cái lỗ bên cạnh, móc vào lỗ kế tiếp. Một kép. Lại lên một xích. Bỏ cái lỗ bên cạnh, móc vào cái lỗ kế bên. Một kép. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra nè các bạn. Chúng ta đã móc được tổng cộng là một, đây nè. Một lỗ lớn, hai lỗ lớn, 3, 4, 5, 6. Vậy thì hàng thứ 3 này chúng ta sẽ có 6 lỗ như thế nha các bạn. Và các bạn móc lên một mũi móc xích. Đâm kim vào cái lỗ kế bên đó các bạn. Móc một mũi móc kép.
lại lên một xích, móc một mũi móc kép vào lỗ kế bên. Và các bạn sẽ làm tương tự như vậy đến cuối hàng nha. Những cái hàng, những cái lỗ kế tiếp chúng ta sẽ móc vào từng lỗ, chúng ta sẽ không có cần giảm mũi đâu nha các bạn. Mình còn một cái lỗ cuối cùng ở cuối hàng nè các bạn. Các bạn cũng sẽ móc lên một mũi móc xích nha. Và chúng ta cũng sẽ móc vào cái lỗ cuối cùng này một mũi móc kép. Sau đó các bạn cũng sẽ lên một mũi móc xích. Và chúng ta lại đếm nè các bạn. 1, 2, 3. Đâm kim vào cái chân móc thứ 3. Các bạn trượt mũi kết hàng. Rồi bây giờ chúng ta đã có 3 hàng móc như thế này. Các bạn móc lên 1, 2, 3, 4. Chúng ta sẽ làm một cái hàng móc cuối cùng nha các bạn. Các bạn cũng sẽ quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào cái lỗ kế bên nè. Các bạn sẽ móc một mũi móc kép, móc lên một móc xích, đâm kim vào lỗ kế bên, móc một kép, một xích, một kép, một xích, một kép, một xích, một kép, một xích, một kép. Rồi bây giờ chúng ta đã tới cái cụm 6 lỗ của chúng ta rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái cụm 6 lỗ này thành 3 lỗ ở cái hàng cuối cùng này nha các bạn. Bây giờ các bạn sẽ móc một móc xích. Chúng ta sẽ bỏ cái lỗ kế bên này, móc vào cái lỗ kế tiếp một mũi móc kép, lại móc lên một mũi móc xích, bỏ lỗ bên cạnh, móc vào lỗ kế tiếp một kép, lại một xích, bỏ lỗ bên cạnh, móc vào lỗ kế tiếp một kép. Rồi chúng ta đã được 3 lỗ như thế này rồi, đã hoàn thành rồi đó các bạn. Các bạn móc lên một mũi móc xích, đâm kim vào cái lỗ kế bên, các bạn sẽ móc một kép, một xích, một kép. Các bạn sẽ làm tương tự như vậy đến cuối hàng luôn nha. Mình đã móc đến cuối hàng rồi nè các bạn. Chúng ta cũng sẽ móc lên một móc xích, đâm kim vào cái lỗ cuối cùng một kép, móc lên một móc xích. Và chúng ta lại đếm là 1, 2, 3. Đâm kim vào chân móc thứ 3, chúng ta sẽ kết hàng. Móc lên một móc xích, kéo và cắt len. Cái mẫu này nhanh quá đúng không các bạn? Mới đây mà chúng ta đã móc xong được cái đôi này như thế này nè. Một lát nữa các bạn sẽ giấu cái phần len thừa này vào trong mũi móc nha. Bây giờ bạn nào mà sử dụng cái size nhỏ mà muốn cái này làm cái vớ luôn á các bạn, chúng ta không có cần tạo cái dây quai á, thì các bạn sẽ chừa hai cái lỗ trống ở cái hàng cuối cùng nè. Các bạn cũng sẽ móc lên một móc xích cho mình ha. Chúng ta cũng sẽ chụm mũi y gan như ở cái phần mũi dày nè các bạn. Chúng ta sẽ bỏ qua cái lỗ kế bên, đâm kim vào cái lỗ kế tiếp một mũi móc kép. Và chúng ta sẽ không lên một mũi móc xích nha các bạn. Các bạn sẽ đếm cho mình là 1, 2, 3. Đâm kim vào chân móc thứ 3, các bạn kéo len qua và thực hiện một mũi dời. Chúng ta móc lên một móc xích, kéo và cắt len. Các bạn rút nó lại. Một lát nữa các bạn cũng sẽ giấu cái phần len thừa vào trong mũi móc. Thì với cái mẫu này các bạn thấy là nó đã ôm vào cái cùm chân của bé luôn rồi nè các bạn. Chúng ta sẽ không có bị lọt cái phần chân ra ngoài. Và các bạn lưu ý một cái điều đó thôi. Chúng ta chỉ giảm mũi ở cái phần cuối cùng như thế nha các bạn, để cho cái form dày của chúng ta nó được đẹp hơn. Và ở đây mình sẽ làm cái phần trái dâu trước, nếu mà các bạn thích nha. Cái này á, mà mình làm trái dâu này nó không có được đẹp mấy các bạn. Các bạn có thể là tham khảo nha. Còn nếu mà các bạn biết móc trái dâu mà đẹp hơn mình á, thì các bạn sẽ làm trái dâu của các bạn. Hoặc là chúng ta sẽ thay thế bằng nút của những cái con vật gì đó rất là xì tin dâu cho bé nha các bạn. Còn ở đây á, mình tạo trái dâu hơi xấu nè. Nhưng mà nếu mà các bạn thích thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Đầu tiên các bạn lấy len màu của cái phần trái dâu nha các bạn, màu hồng, màu đỏ gì cũng được. Các bạn sẽ tạo một cái vòng tròn. Chúng ta sẽ đưa kim móc vào vòng tròn, kéo len qua, móc lên một mũi móc xích. Và các bạn lại đâm kim vào cái vòng tròn, móc cho mình 6 mũi móc đơn. 2 3 4
5, 6. Rồi, các bạn sẽ kéo cái vòng tròn này cho nó khít lại nha các bạn. Và chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên. Các bạn kéo len qua. Và chúng ta tạo một mũi trượt. Và các bạn sẽ kéo cái vòng tròn này cho nó khít lại luôn nha các bạn. Chúng ta đã được một cái hàng đầu tiên như thế này. Các bạn móc lên một mũi móc xích, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này. Các bạn móc một mũi móc đơn. Chân móc thứ hai các bạn sẽ móc hai mũi móc đơn cùng một chân. Chân móc thứ ba các bạn sẽ móc một mũi móc đơn. Chân móc thứ tư hai mũi móc đơn cùng một chân. Chân móc thứ năm một mũi móc đơn. Chân móc thứ sáu, chân móc cuối cùng á các bạn, móc hai mũi móc đơn. Rồi, các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Các bạn sẽ lận nó lại như thế này nha các bạn. Chúng ta sẽ lên hàng thứ ba, móc lên một mũi móc xích, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, các bạn móc một mũi móc đơn. Chân móc thứ hai, một mũi móc đơn. Chân móc thứ ba, một mũi móc đơn. Làm hết nguyên cái hàng này là những mũi móc đơn. Mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn nha các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta đã móc đến cuối hàng, chúng ta cũng sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này, kéo len qua. Các bạn móc lên hàng thứ tư, móc lên một móc xích nè. Chúng ta sẽ bỏ qua cái chân móc đầu tiên, móc vào cái chân móc thứ hai, kéo len qua như thế này. Các bạn sẽ giữ nguyên như thế nha các bạn. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc thứ ba luôn. Các bạn sẽ kéo len qua. Chúng ta đã được 3 vòng len trên kim nè. Các bạn sẽ kéo len qua hết một lần. Hai chân móc tiếp theo các bạn cũng sẽ làm như vậy cho mình nha. Chúng ta sẽ đâm kim vào chân móc tiếp theo, kéo len qua, giữ nguyên. Đâm kim vào chân móc kế bên nữa, kéo len qua, giữ nguyên. Chúng ta đã có được 3 vòng len. Rồi chúng ta sẽ kéo qua hết luôn. Hai chân móc kế bên tiếp tục nữa nè các bạn. Các bạn sẽ kéo len qua, đâm kim vào cái chân móc kế bên nữa, kéo len qua và kéo qua một lần luôn. Rồi ở đây chúng ta sẽ còn một cái lỗ trống nhỏ này nè các bạn. Các bạn sẽ lấy cái phần bông gòn á, hoặc là các len thừa nè các bạn. Nè, mình lấy cái phần len thừa này nè, mình nhồi vô trong cái quả dâu này nha. Len thừa hay là vải hay là bông gì cũng được hết á các bạn. Và các bạn sẽ nhồi kín nó cho mình nha. Mình chọn cái màu len màu đỏ luôn á các bạn, để cho nó tiệp màu á. Còn nhiều khi mình làm cái màu trắng á, mình làm bông gòn á, cái nó bị lòi ra. Đối với mình là nó lòi ra thôi, chứ nhiều bạn á, móc những cái này nè rất là xinh xắn. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhồi chặt cho mình đi nha. Mình đã nhồi nó chặt rồi nè các bạn. Chúng ta còn lại hai chân móc á, chúng ta sẽ kéo len qua một chân rồi nè, kéo cái chân tiếp theo qua luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi kết hàng nha các bạn. Trượt mũi vào cái chân móc này và chúng ta kết hàng. Rồi các bạn sẽ chúng ta sẽ móc lên một móc xích luôn đi các bạn, đâm kim vào cái chân móc kế bên này, kéo len qua. Rồi các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc kế bên nữa, kéo len qua luôn đi các bạn. Rồi chúng ta sẽ kéo qua hết luôn. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích đi các bạn. Rồi kéo nó cao cao lên đi. Rồi chúng ta sẽ điều chỉnh cái quả dâu này nha các bạn. Các bạn sẽ đưa cái, tại vì cái đó nó nhỏ quá à, cho nên là mình dùng cái này đó, mình khâu ra lại luôn đi các bạn. Mình đưa cái
kim khâu xuống cái chỗ này, mình khâu nó cho nó chặt lại luôn nha các bạn. Các bạn thấy cái chỗ nào có cái lỗ hở á thì các bạn sẽ khâu nó lại nha, tại vì một lát nữa mình sẽ đắp cái phần lá cây lên đó các bạn, thì nó sẽ bít cái chỗ này rồi đó. Mình khâu như vậy là nó đã bít rồi, bây giờ mình cắt len nha. Chai dâu của mình nhỏ tí là tia à. Rồi các bạn sẽ lấy cái len màu xanh để mà các bạn làm cái phần lá nha các bạn. Các bạn cũng sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn, đâm kim vào cái vòng tròn này, các bạn sẽ móc lên 3 mũi móc xích, đâm kim vào vòng tròn, móc 1 mũi móc đơn, rồi móc lên 3 mũi móc xích, móc vào vòng tròn này 1 mũi móc đơn, lại 3 xích, 1 đơn. Tổng cộng chúng ta sẽ làm 6 lần nha các bạn. Ở đây mình đã làm được 3 lần rồi nè. 3 xích, 1 đơn, 3 xích, 1 đơn. Được 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Rồi các bạn sẽ kéo nó cho nó nhỏ lại, nhỏ lại đi các bạn. Rồi còn một lần cuối cùng này các bạn, 1 2 3, móc vào 1 mũi móc đơn, rồi các bạn sẽ chuột mũi vào cái trong móc xích đầu tiên này nè các bạn, trong móc thứ 3. Rồi các bạn móc lên 1 móc xích ha. Các bạn móc cho nó cái len dài dài đi để chúng ta khâu lại. Cái lá này các bạn sẽ gút nó chặt lại nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giấu cái phần len này trước nha các bạn. Các bạn sẽ giấu cái phần len thừa này đi, rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn gáp lá và trái dâu nha. Các bạn lấy cái kim khâu len á, các bạn sẽ xỏ cái phần màu xanh lá này nè. Xỏ xong á thì các bạn sẽ ốm vào cái vùng trung tâm này nha các bạn. Và các bạn sẽ đâm kim từ phía dưới lên nè, đâm kim từ phía dưới lên, chỗ nào cũng được hết á các bạn. Nhưng mà ưu tiên á ở chỗ giao nhau giữa những cái cánh của nó nha. Rồi ở đây chúng ta sẽ đâm kim từ ở phía dưới này nè các bạn, đâm kim lên cho nó lên ở chỗ bên này nè đó. Mình sẽ để những cái lá nó còn y nguyên nè các bạn, và mình sẽ đâm kim vào những cái khoảng giữa. Tiếp tục các bạn sẽ di chuyển cái kim này nè xuống ở phía dưới cái phần này, chúng ta làm vài vòng mà các bạn, rồi đâm kim lại lên trên này, rồi đâm xuyên qua ở phía dưới này nha các bạn. Đó, cứ xen ở chỗ giữa này nè, và các bạn sẽ làm nha. Rồi như vậy là chúng ta đã xong rồi đó các bạn. Ở chỗ cái bên phần này nè, một lát nữa mình sẽ ốm nó vào bên trong. Ví dụ như ở bên đây là My đã làm cái chiếc trái rồi, thì một lát nữa My sẽ ốm nó vào bên cái chiếc phải nè. Cái chỗ này là cái chỗ mà mình không có để cái lá này các bạn nè, mình ốm vô chỗ này ha, rồi cái mình mai lại. Nhưng mà bây giờ các bạn sẽ cắt bỏ cái phần len màu xanh này đi, chúng ta sẽ tạo những cái hạt màu trắng nha các bạn. Các bạn sẽ lấy cái len màu trắng, xỏ cái len màu trắng qua bên cái kim khâu nha các bạn. Rồi bây giờ cái điểm này là cái điểm mà chúng ta đã ốm vào trong cái chiếc giày, thì chúng ta sẽ làm ở bên cái phần này nè cho nó đẹp hơn. Rồi các bạn sẽ đâm kim vào cái phần ở phía, rồi đâm kim lên phía trên này nha các bạn.
Rồi các bạn sẽ kéo nó vô phía trong như thế này nha. Rồi các bạn sẽ đâm kim xuống ở chỗ này nè. Chúng ta sẽ tạo một cái mắt nhỏ trước nha các bạn. Một cái hạt nhỏ. Đó. Bây giờ chúng ta đã tạo được một cái hạt nhỏ như thế này rồi nè. Chúng ta sẽ tạo thêm vài cái hạt nhỏ nữa nha các bạn. Đâm kim xuống phía dưới này đi. Rồi kéo cái len này lên nè. Rồi các bạn sẽ kéo nó cho nó nhỏ nhỏ lại các bạn. Đó, nó nhỏ nhỏ lại như thế này nha. Để cho nó đẹp hơn nha các bạn. Hồi nãy mình có mấy cái mình làm nó to to, giờ cái mình sửa nó lại thành nhỏ rồi các bạn. Các bạn kéo cho nó nhỏ lại nha, để cái trái dâu của chúng ta nó cũng đẹp hơn nữa các bạn. Chúng ta cứ xỏ qua xỏ lại, khi nào mà các bạn thấy nó hợp lý là được rồi nha các bạn. Chúng ta sẽ tạo dài mắt như thế này thôi. Tạo thêm một cái nữa thì thôi luôn á các bạn. Rồi mình thấy nó được rồi á. Rồi nói về cái điểm đầu tiên luôn rồi nè các bạn. Rồi chúng ta sẽ ốm nó vào luôn nha. Chúng ta sẽ không có tạo mắt nữa. Nếu mà các bạn thích đó, thì các bạn sẽ tạo ở phía trên này nè các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn cái điểm ở chính giữa các bạn nè. Chúng ta sẽ chọn điểm chính giữa để mà chúng ta kết cái dâu vào nha. Đây, cái điểm chính giữa đây. Kết vào cái thân chân móc này đi các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lật cái này lên và chúng ta sẽ nối nó lại thôi. Rồi các bạn sẽ nối nó lại thật là chặt luôn nha các bạn. Cứ đưa qua đưa lại. Các bạn sẽ đưa xuống dưới phía này và các bạn đưa lên đây. Rồi cái form của trái dâu của chúng ta nó sẽ nằm như thế này nè. Rồi các bạn sẽ làm thêm vài đường ở phía dưới nữa để mà nó chắc chắn hơn nha các bạn. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo cái phần dây. Rồi cái này cũng dễ thôi các bạn. Tại vì mình sẽ làm ở cái phần chính giữa. Mình chọn cái điểm chính giữa để mình làm thôi. Cái dây móc xích này nó có sự co giãn á. Cho nên là khi các bạn ốm vào cái chân của bé nè. Đây, các bạn đưa cái chân của bé vào rồi á các bạn, là nó cố định ở đây rồi. Thì các bạn sẽ lật cái này lại nè. Và các bạn sẽ gài để cho nó kiểu á các bạn. Còn nếu mà các bạn muốn gài ngang á thì các bạn khỏi có chéo như vậy. Nhưng mà mình sẽ làm ít cái móc xích hơn nha các bạn. Ở đây mình sẽ làm size 10.5 là 24 mũi. Thì những cái size còn lại các bạn có thể là tăng giảm nha. Và ở cái phần quả dâu nè các bạn, mình sẽ nè, mình sẽ giống qua cái điểm này để mà mình tạo. Rồi mình đếm lên nè, 1, 2, 3, 4. Và cái chân móc xích thứ tư nè các bạn, mình tạo trước ở đây đi, chân mũi móc kép chứ. Tại vì mình làm ở đây là khoảng cách nó là 4 cái chân móc kép á. Các bạn cứ theo cái như vậy mà các bạn sẽ phân chia nha. Nó nằm ở cái khoảng giữa của cái trái dâu á các bạn. Rồi các bạn kéo len qua, móc lên 24 mũi móc xích. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ví dụ á, những cái size nhỏ mà các bạn muốn làm cái này nè, thì các bạn cứ tạo xong rồi các bạn luồn qua thử nha. Nếu mà thấy nó ổn á, thì các bạn sẽ ngưng. Còn ở đây mình sẽ làm 24 mũi 4 nè. Rồi bây giờ mình thử lần thử nè các bạn. Nó sẽ qua liền à. Đó, lần thử nó sẽ qua liền. Rồi các bạn sẽ đếm cho mình nè. Ở đây là 1 chân móc kép, 2 chân móc kép, 3 chân móc kép, chân móc kép thứ 4 nè các bạn. Các bạn sẽ trượt mũi vào đây nha. Móc lên 1 móc xích, kéo và cắt len.
cái mẫu này nó đơn giản như vậy thôi các bạn. Rồi một lát nữa mình sẽ giấu cái đoạn len thừa, và cái chỗ này mình cũng sẽ quấn lại và mình cột lại nó như thế này thôi nha các bạn. Đó, khi mà đưa cái bàn chân bé vô rồi thì cái chỗ này nè nó sẽ đội lên rất là xinh xắn luôn á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giấu những cái sợi len thừa vào trong mũi móc và chúng ta sẽ gặp nhau khi mà chúng ta sẽ có thành phẩm nha các bạn. Tèn tèn, đây là thành phẩm của mình đây các bạn. Một cái đôi giày lưới không có cái phần quai cài, và cái phần trên này sẽ ôm vào cái phần cùm chân của bé luôn, rất là xinh xắn luôn đúng không các bạn. Mẫu thì quá trời đơn giản luôn á, và móc cũng nhanh nữa, chỉ có cái phần quả dâu này nè các bạn. Bữa nay mình xí soạn một tí cái mình làm quả dâu cho nên là hơi mất thời gian một tí, nhưng mà cũng có thêm cái điểm nhấn và chiếc giày của chúng ta thêm phần xinh xắn đúng không các bạn. Về cái phần quả dâu á, mình không có chuyên móc cái quả dâu nhồi bông hoặc là nhồi len như thế này á, cho nên là hơi xí một xíu, mong các bạn thông cảm cho mình nha. Bù lại thì mình giới thiệu cho các bạn được một cái mẫu cực kỳ cute như thế này và hữu ích đúng không các bạn. Mình sử dụng trong mùa hè này rất là tiện lợi luôn nè, giữ ấm cái lòng bàn chân của bé, mà cái phần ở trên này á, thì nó thoáng mát nữa. Thì các bé sơ sinh hay là các bé dưới mà một năm tuổi á, thì sẽ phù hợp với cái này hơn. Tại vì trên đây nè, mình nghĩ là nó không có chắc chắn. Còn nếu mà các bạn muốn chắc chắn á, các bạn sẽ làm cái phần sợi dệt á các bạn. Thì móc cái mẫu này thì các bé mà biết đi á, các bé sẽ đi được cái này nha. Còn nếu mà cái len này nè, mình sợ nó lỏng lẻo quá, cho nên là các bé tập đi thì nó hơi bất tiện á các bạn. Rồi, ở đây thì hy vọng là các bạn yêu thích hai cái quả dâu tây của mình nha. Cũng có màu đỏ, cũng có cái lá cây đúng không các bạn, nhưng mà nó hơi xí. Mình hy vọng là các bạn yêu thích cái video này cũng như là cái mẫu giày này nha. Mình hy vọng là các bạn sẽ luôn ủng hộ video của Mimi Handmade. Nhớ nhấn like giúp mình và bình luận nếu mà các bạn đã làm được nha các bạn, và ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều, và mình cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này và thực hiện cái mẫu giày này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha. Bye bye.